và Slavyanka đủ sức tàng hình để chống lại cả hạm đội NATO. Dù các nhà quân sự Mỹ coi thế kỷ 21 là của tàu ngầm hạt nhân nhưng Nga lại nghĩ khác và đã chứng minh bằng hạm đội tàu ngầm diesel điện của mình, trang bị tối tân. Theo chuyên gia Ilya Sukhanov, các kỹ sư Nga có quan điểm khác với Mỹ và đã nhiều lần chứng minh rằng các tàu ngầm phi hạt nhân có đủ khả năng tàng hình để chống lại toàn bộ hạm đội NATO. Tàu ngầm diesel Vozek 636.3 lớp Vasavianka thứ 5 được chế tạo cho hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Amiralty AT Peterburg hôm ngày 27 tháng 4 trong một buổi lễ có sự tham dự của các quan chức cấp cao của Hải quân và ngành công nghiệp, trong đó có Tổng tư lệnh Hải quân Đô đốc Nikolai Zemenov. Lớp tàu ngầm tấn công do cục thiết kế Rubin, huyền thoại của AT Peterburg tạo ra là một biến thể hiện đại hóa của dự án 636. Bản thân nó là một cải tiến của dự án 877 Pouches, tên ký hiệu của NATO là Kilo, được chế tạo và đưa vào hoạt động vào thời điểm hoàng hôn của chiến tranh lạnh để đối đầu với các nhóm tấn công của NATO và ẩn nấp trong các tuyến đường vận chuyển xuyên Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Biến thể mới nhất của tàu bắt đầu được chuyển giao cho Hải quân Nga vào giữa những năm 2010, có mọi thứ bạn mong đợi từ một tàu ngầm tấn công hiện đại, bao gồm sonar tiên tiến, ngư lôi 6x533mm, cộng với 12 lần nạp lại, tối đa 24 tên lửa chống hạm, thủy lôi, tên lửa hành trình chống hạm và tấn công mặt đất Caliber và một kho tên lửa đất đối không STRLA-3 và IGLA-1. Nhưng chính đặc điểm thiết kế tàng hình của lớp Vasavianka đã cho phép các tàu ngầm này vượt trội và tồn tại lâu hơn cả các đối thủ cạnh tranh trong nước và nước ngoài, đồng thời vẫn phù hợp với thế kỷ 21, nơi mà cũng giống như buổi bình minh của chiến tranh tàu ngầm trong thế kỷ 20, mục tiêu chính vẫn là để tránh địch phát hiện. Tại sao lại cần bí mật như vậy? Được các nhà quan sát quốc phòng phương Tây mệnh danh là hố đen đại dương, tàu ngầm dự án 636.3 có thiết kế thân tàu gợi nhớ đến một giọt nước và hệ thống đẩy diesel điện được cách ly trong một đế cao su đặc biệt, ngăn không cho nó chạm vào thân tàu để gây ra các rung động, tiếng ồn siêu âm. Các tàu ngầm cũng được trang bị một lớp phủ gạch chống dội âm bên ngoài giúp giảm tiếng ồn phát ra từ bên trong tàu. Thiết kế của tàu ngầm có lẽ chỉ có tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Triumphant của Pháp vượt trội về đặc tính tàng hình, cho phép chúng lẩn tránh các hạm đội của đối phương, vượt qua các tàu chiến và máy bay tác chiến chống ngầm AFVK, và nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, tàu sẽ phóng ngư lôi và tên lửa hành trình vào kẻ thù trước khi bị phát hiện. Đặc tính tàng hình của Vasavianka không chỉ là lý thuyết. Hết lần này đến lần khác, các nước NATO đã triển khai tàu chiến, máy bay trực thăng chống ngầm, phao sonar và các thiết bị khác để săn lùng tàu ngầm Nga. Trong một lần có thể coi là sự kiện diễn ra vào đầu năm 2021, tàu dự án 636.3 của Rostov-on-Don đã biến mất khỏi hệ thống sonar của NATO ở Địa Trung Hải, gây ra một cuộc tìm kiếm điên cuồng ngoài khơi bờ biển Israel, Lebanon và Syria. Một nguồn tin quân sự thạo tin nói với Sputnik rằng Mỹ và các đồng minh đã triển khai lực lượng lớn để tìm kiếm tàu ngầm Nga nhưng không có kết quả. Điều này có nghĩa là trong điều kiện chiến sự, họ đang ở trong tầm ngắm và điều này khiến họ vô cùng bất an. Một sự kiện tương tự đã diễn ra vào cuối năm đó, với việc Hải quân Hoàng gia Anh triển khai trực thăng được trang bị đặc biệt để tìm một tàu ngầm của Nga đang rình rập tàu sân bay HMS Queen Elizabeth ở Địa Trung Hải, nhưng đã thất bại trong nhiệm vụ. Các biến thể của lớp Vasavianka và người tiền nhiệm của chúng, dự án 877 Pouches, đã chứng tỏ khả năng phục vụ không chỉ của Hải quân Nga, mà còn của một số lực lượng hải quân khác với hơn 60 tàu phục vụ cho Hải quân Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Việt Nam, Algeria, Myanmar, Ba Lan và Romania. Nga vẫn chưa xuất khẩu tàu dự án 636.3 ra nước ngoài, nhưng các tàu dự án 363 đã được chuyển giao cho Trung Quốc, Algeria và một số quốc gia khác. Chúng đã được chứng minh bằng thử thách của thời gian, tàu ngầm dự án 636 và 636.3 có một lợi thế lớn khác so với những người anh em, hạt nhân của chúng, chi phí. Ví dụ, trong khi một chiếc tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia của Hải quân Mỹ có giá lên tới 3,45 tỷ USD, thì Vasavian Cast được cho là có giá khoảng 200 triệu USD mỗi chiếc.